An Nhiên tức điên khi mẹ chồng có ý định mua nhà để cho con dâu cũ. Mở đầu chiếc đoạn giới thiệu tập 29 phim Chạm cứu hộ trái tim lên sóng tối nay, bà Sinh, sau khi biết con trai đã đăng ký kết hôn với An Nhiên thì khuyên nghĩa nên ra nước ngoài sống còn bà ở lại Việt Nam. Con có thể lo liệu cho mẹ căn nhà ở đây không? Xem như con lo cho mẹ căn nhà để dưỡng già, mẹ muốn căn nhà giống như nơi mẹ con mình trước đây ở với Hà, mẹ quen ở đó rồi, mẹ thích căn nhà đó. Bà Sinh đề nghị về nghĩa Nghĩa ngạc nhiên vì xưa nay mẹ mình rất tiết kiệm, không hiểu sao lại thích ở căn nhà rộng như thế một mình nên cho rằng bà Sinh đang tìm cách để bù đắp cho Hà. Mẹ Nghĩa nói thẳng, dù thế nào căn nhà đó cũng là của bố mẹ Hà mua cho nó, con đã làm đến mức này rồi, con đâu thiếu tiền nữa, con hãy trả lại cho người ta. Sau đó, Nghĩa tỏ thái độ gay gắt với bà Sinh và cho rằng mẹ không nên dằn vặt chuyện cũ vì thiếu một căn nhà, gia đình Hà cũng không nghèo đi. Đúng lúc này, An Nhiên cũng nét vào cửa và nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa bà Sinh và Nghĩa cô nàng tỏ ra bực tức khi bà sinh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hà trong khi cô ả đã rất cố gắng để lấy lòng mẹ chồng